Một ngôi nhà có một sân vườn 36m² thì có điểm mạnh gì? Thứ nhất, tạo không gian sống xanh. Thứ hai, tạo không gian vui chơi cho trẻ em. Thứ ba, tiết kiệm chi phí điều hòa. Thứ tư, cung cấp thực phẩm sạch. Và cuối cùng, tăng giá trị bất động sản. Và đó chính là điểm mạnh của ngôi nhà. Văn Học sẽ giới thiệu quý vị ở phía sau. Văn Học xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Bất động sản chính chủ. Nơi đây, người mua và người bán dễ dàng liên hệ trực tiếp với nhau để đặt các câu hỏi cũng như đàm phán về giá. Trong video, Văn Học sẽ chia sẻ đến quý vị các thông tin liên quan đến vị trí, thiết kế cũng như giá bán để người mua có một cái nhìn toàn diện hơn và chính xác hơn về sản phẩm. Video sẽ giúp người mua và người bán tiết kiệm thời gian hơn trong việc lựa chọn sản phẩm. Và bây giờ, Văn Học mời quý vị cùng đến với sản phẩm lần này. Đây là mặt bằng tổng quan của dự án Aqua City. Và hình ảnh trên màn hình quý vị đang xem chính là các cái phân khu đã được mở bán của dự án Aqua City. Và Văn Học sẽ điểm qua các con số ấn tượng của dự án Aqua City để quý vị nào lần đầu tiên quan tâm đến dự án, quý vị có thể nắm được các cái thông tin hữu ích này. Dự án Aqua City này với quy mô là 1.000 ha, trong đó có 385 ha là diện tích mặt nước, 25 ha dành cho công trình giáo dục, 32 km đường sông, 3 ha là công trình y tế, 260 ha là công viên và cây xanh và hơn 30 công trình thương mại và tiện ích khác. Còn cái sản phẩm Văn Học giới thiệu với quý vị nó sẽ nằm ở đâu? Sản phẩm Văn Học giới thiệu với quý vị nó sẽ nằm đây nha quý vị. Nó sẽ nằm tại khu vực này. Từ khu vực này thì quý vị có thể thấy nó là trung tâm của dự án Aqua City, kết nối thuận lợi đến tất cả các khu vực khác nha quý vị. Sau đây chính là hình ảnh thực tế đến thời điểm hiện tại của dự án Aqua City. Và sản phẩm lần này Văn Học giới thiệu đến quý vị nằm ngay tại phân khu Erin 2 và có tên gọi trước kia của nó là The Stella. Đây là vị trí ngôi nhà, thuận tiện kết nối ra các cái tiện ích trung tâm. Cách 1 km, khu tổ hợp giải trí hiện đại và đa năng ngay trong nhà Aqua Arena. Với quy mô 4,6 ha, dự kiến có sức chứa lên 11.000 người. Cách 800m đó là trung tâm thể thao đa năng Aqua Sports Center. Có tổng diện tích là 10.000m², bao gồm 5 tầng, khu chơi bowling, khu spa, phòng tập gym, hồ bơi trong nhà, khu ẩm thực, sân bóng đá, sân cầu lông, sân bóng bàn. Ngoài ra, Aqua Sports Center còn thêm khu thể thao ngoài trời. Cách 1 km đó là Nova Mall, có tổng diện tích sàn là 21.600m². Trung tâm thương mại sầm uất với quy mô 1,4 ha, đa dạng với các cái thương hiệu quốc tế và dịch vụ đẳng cấp. Và cách 1,3 km chính là quảng trường Aqua Marina. Sở hữu diện tích lên tới 2,7 ha, quảng trường Aqua Marina tạo ấn tượng độc đáo cho dân cư khu đô thị cùng với khách hàng bởi sức chứa lên tới 10.000 người. Đây được xem là điểm đến hấp dẫn của các cái sự kiện thời trang, âm nhạc và giải trí xứng tầm quốc tế. Ngoài ra còn rất nhiều tiện ích khác trong khu vực. Để quý vị hình dung rõ hơn về khu đô thị Aqua City cũng như căn nhà mà Văn Học giới thiệu với quý vị, thì Văn Học sẽ đưa quý vị đến với cái hình ảnh sa bàn 3D của dự án. Quý vị di chuyển theo tay trái là quý vị sẽ về với thành phố Biên Hòa. Còn quý vị di chuyển theo tay phải sẽ qua cầu Vàm Kê Sứt và lên cao tốc Long Thành Dầu Dây để quý vị có thể về thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngôi nhà quý vị để di chuyển thì rất là dễ dàng. Chúng ta có thể lấy cái tâm điểm đó là quảng trường Aqua Marina. Chúng ta sẽ di chuyển thẳng một đường 60m sẽ đến với phân khu Stella. Tại phân khu Stella này thì với tên gọi khác của nó là Erin 2, thì cái sản phẩm mà Văn Học giới thiệu quý vị thì nó sẽ nằm ở khu vực này. Vị trí của nó sẽ đối diện với những căn biệt thự song lập và phía sau là dãy nhà phố. Phần lớn các cái sản phẩm tại đây sẽ là bao gồm biệt thự, nhà phố và shop house ở khu vực này. Thì quý vị có thể nhìn thấy qua là các căn biệt thự tại đây rất là nhiều, nên cái không gian tại đây rất là thoáng nha quý vị. Chưa kể mảng xanh tại đây rất nhiều. Với ngôi nhà này, quý vị có thể thuận tiện di chuyển ra các cái cụm tiện ích như trường học, các club house khu vực này hoặc club house khu vực này. Thuận tiện là quý vị di chuyển đến khu quảng trường hoặc là quý vị có thể di chuyển qua trung tâm phức hợp giải trí đa năng Arena tại khu vực này. Văn Học sẽ đưa quý vị đi vào xem cái mẫu nhà của nó quý vị. Đối diện căn nhà của chúng ta đó là căn biệt thự song lập. Còn đây chính là căn nhà phố tại đây. Và bây giờ Văn Học sẽ đưa quý vị đi đến cái hình ảnh chi tiết mặt bằng thiết kế của căn nhà nha quý vị. Căn nhà này có diện tích đất là 6x25.
150m2 nha quý vị. Tổng diện tích sàn sử dụng của nó là 237m, được thiết kế đó là 3 tầng. Với công năng của tầng 1 rất là quen thuộc, các cái khu vực để xe, khu vực phòng khách, phòng bếp, toilet và cuối cùng đó là một cái mảng sân vườn. Sân vườn này có tổng diện tích là 36m2, đem đến cho quý vị một cái không gian xanh cực kỳ ấn tượng. Quý vị có thể thiết kế sân vườn, tiểu cảnh hay là hòn non bộ, rất là nhiều ý tưởng để quý vị thiết kế. Đây là điểm nhấn đặc biệt của căn nhà này. Lên khu vực tầng 2 thì bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 2 toilet nha quý vị. Ngoài ra chúng ta có thêm một cái ban công phía ngoài. Lên tầng 3 thì chúng ta sẽ có một phòng khách, chúng ta có thể thiết kế thành phòng thờ cũng được, một phòng ngủ, một khu vực sân thượng. Khu vực sân thượng này chính là một cái điểm để quý vị có một không gian thoải mái bên người thân, gia đình hoặc là những buổi tiệc BBQ ngoài trời. Đây là một không gian cực kỳ thoải mái, mát mẻ cho quý vị. Và điểm nhấn lại ngôi nhà này thì chúng ta sẽ có những gì? Đầu tiên đó là chiều dài của mảnh đất, đặc biệt đó là 25m. Có một cái sân vườn phía sau, đó là 36m2, nằm ngay trên trục đường 45m, trục đường thông. Trong một phạm vi 1,2km là chúng ta sẽ có đầy đủ các tiện ích. Và cuối cùng, giá bán cực kỳ tốt nha quý vị. Đến với giá bán, quý vị cần quan tâm những con số sau. Đầu tiên đó là giá gốc. Giá gốc là 7.547 triệu. Giá bán khách hàng đang mong muốn tại thời điểm hiện tại đó là 7.890 triệu. Số tiền chênh lệch đó là 342 triệu. Khách bán đã thanh toán cho chủ đầu tư hiện nay đang là 54%, tương đương với 4.075 triệu. Khi khách mua căn này thì khách mua sẽ thanh toán một khoản tiền bao gồm số tiền đã thanh toán cho chủ đầu tư và số tiền chênh lệch. Tổng hai khoản tiền này đó là 4.418 triệu. Phần còn lại 3.471 triệu sẽ thanh toán tiếp cho chủ đầu tư theo lịch thanh toán phía dưới. Khi mua căn này, quý vị sẽ đặt cọc lần đầu tiên là 500 triệu. Lần thanh toán tiếp theo đó là ngày ký hợp đồng và ngày ký thanh lý. Khách mua sẽ ký hợp đồng và khách bán sẽ ký thanh lý. Và thanh toán số tiền tiếp theo đó là 3.918 triệu. Thời điểm thanh toán này thì sẽ sau khoảng 15 ngày làm việc. Quý vị có thể chụp lại màn hình để quý vị có thể xem chi tiết thông tin. Về số điện thoại của khách bán thì Văn Học sẽ để chi tiết ở phần mô tả phía dưới nha quý vị. Và bây giờ Văn Học sẽ đưa quý vị đến với hình ảnh thực tế của căn nhà này tại khu vực thời điểm này. Hiện nay thì khu vực này đã xây khá là nhiều quý vị. Shop house và biệt thự song lập đã xây lên gần như hoàn thiện mặt ngoài rồi. Và cái vị trí thực tế Văn Học đang nói trên màn hình cho quý vị xem đó. Quý vị nào có quan tâm yêu thích, quý nào muốn sở hữu cái sản phẩm này thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với chủ nhà ở cái số điện thoại Văn Học để phần mô tả phía dưới. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem qua video này. Quý vị nào có thắc mắc thì quý vị có thể để lại comment phía dưới luôn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.